Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người, mình là Ngô Mai Phương và mình lại tiếp tục review về những cái sản phẩm của Meta Fashion đến với mọi người đây. Và mình sẽ là người review gọi là chân thực nhất về chất liệu của từng bộ trang phục một, cho mọi người biết được nó làm bằng chất liệu gì để mọi người có thể yên tâm mua sản phẩm của Meta Fashion nhá. Và mọi người Phương biết là gần đây là sắp đến Tết rồi nên là mọi người rất là thích những bộ trang phục kiểu dạng như là dạng bộ như thế này. Tức là chân váy và áo nó có cái độ gọi là tương đồng về màu sắc. Bởi vì là đến Tết ấy thì chúng ta sẽ phải ở nhà để tiếp khách. Nhưng mà nếu ở nhà thì chúng ta không thể ăn mặc quá lộng lẫy được, nó rất là buồn cười. Nên là khi ở nhà chúng ta phải có những bộ quần áo bộ nhìn nó vẫn đẹp mà nó lại không quá lộng lẫy ấy. Thì đây là những gợi ý cho mọi người. Đây là một cái chất len cực kỳ đẹp. Đó là chất len Montergy, mọi người nhìn sát này. Chất len này nó khác với chất len bình thường ở chỗ là nó sẽ không bao giờ bị rão, bị giãn hay là bị gọi là bị phồng gọi chỉ á, tức là gọi là bị xù, không bao giờ có chuyện đó. Nó sẽ luôn luôn lì như thế này, gọi chất len lì đó. Đó, nhưng mà cái độ co giãn thì gọi là tuyệt vời luôn, hơn cả len bình thường ạ. Mọi người nhìn không? Đó. Nhìn rất là khỏe khoắn, bộ trang phục này nhìn rất là khỏe khoắn và đẹp. Chúng ta có thể mặc kiểu như thế này, dạng áo boom như thế này. Đó, hoặc là chúng ta có thể sơ vin vào cũng được. Ví dụ như thế. Ừ. Cũng ok luôn. Đấy, nếu mà sơ vin vào thì chúng ta đi để đi chơi luôn. Cái sơ vin thì nó sẽ kiểu như này này, mọi người nhìn không? Đấy, có thể đi chơi được luôn. Còn thả xuống thì chúng ta sẽ ở nhà ngồi tiếp khách bình thường vào dịp Tết thôi. Nhìn nó sẽ rất là gọi là nhẹ nhàng nhưng mà không kém phần gọi là thời trang và sang trọng. Đấy, bộ trang phục này thì là chân dạng chân bút chì, nhưng mà cái chất len này thì cực kỳ thoải mái, các bạn ngồi xe máy, các bạn ngồi ghế hay ngồi đâu cũng được luôn. Rất là thoải mái luôn ạ. Đấy, và cái đường sọc kẻ của cái chiếc áo và chiếc quần này ấy, nhìn nó giúp cho các bạn nhìn nhỏ nhắn người hơn. Nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn không bị mập, nhìn sẽ bị được gầy đi khoảng 2-3 cân lận. Đó, và bộ trang phục này thì là dạng len nên là nó rất là dễ mặc. Tức là nó có size nhưng mà nó rất là dễ mặc thôi. Đấy, hoàn toàn là chúng ta rất là dễ lựa chọn cái size phù hợp với mình mà. Bởi vì là nó là dạng len, nó có giãn nên là rất là dễ chọn. Nhưng mà Phương cũng sẽ đưa ra gợi ý cho mọi người về cái cách chọn size nhá. Thì nếu mà ai mà dưới 50 cân thì chúng ta nên chọn size S này, cho vừa vặn này. Ai mà trên từ 50 cân đến 55 cân thì chúng ta sẽ chọn size M này. Từ 55 cân đến 60 cân thì chúng ta sẽ chọn size L này. Trên 60 cân thì chúng ta sẽ chọn size XL nhá. Để cho nó phù hợp với cơ thể của chúng ta hơn, để mặc cho nó tôn dáng hơn nhá. Đó, bộ trang phục này rất là đẹp luôn. Đấy, chúng ta có thể vừa đi chơi vừa ở nhà, rất là đẹp này, mọi người nhìn không ạ? Cực kỳ đẹp. Nhìn nó rất là trẻ trung. Bộ trang phục này thì lại rất là phù hợp với những người từ 30 tuổi đến 45 tuổi. Mặc cực kỳ hợp bởi vì là sẽ giúp các bạn che được cái phần khuyết điểm từ vùng bụng này, rồi vùng bắp vai to hay là vùng chân to cũng sẽ che được luôn. Nên là tất cả những chị nào mà từ 35 tuổi đến 40 tuổi cũng đều phù hợp nha. Chứ đừng, tại là Phương á, thật ra Phương còn rất là trẻ tuổi nên là khi mặc lên nhìn nó sẽ trẻ đồ đi. Tuy nhiên thì Phương nghĩ rằng là mọi người mặc lên người, mọi người vẫn sẽ thấy đẹp thôi. Bởi vì là nó sẽ làm cho mọi người trẻ hơn cả cái tuổi thật của mọi người luôn đấy ạ.